Chào tất cả anh em nhé, chào tất cả các bác. Và đây là một con xe em vừa mua của dân luôn đấy, chứ không phải là mua của thợ nhé. Nè đấy, các bác nhìn này, đây là gọi là có va chạm rất là nhẹ thôi, đây là cây có thể là cạo đi được này đấy, chứ nó gần như là nó chưa bị xước. Cái này của nó vẫn thẳng băng luôn đấy, lốp láp của nó còn nguyên đây, và xe là xe của dân đi đó. Và bây giờ đây, tất cả cái xung quanh của nó đều như này hết, em vừa mở bằng cốp ra này đó. Xe biển 98 nhá, 6836, biển khá là đẹp. Đây, những cái đồ linh tinh gì này, hộp hiếc các thứ của dân các thứ vẫn vứt đây này. Đó, còn vì sao là xe của dân à? Đó, đấy, các bác này, xe của dân ấy. Xe của dân thì con về cơ bản thì con này của nó còn khá là đẹp. Phải nói còn khá là đẹp, không phải làm lại nhiều. Đấy, còn các bác nhìn con xe của dân đây. Ôi giời, để em mở cái bấm mở cửa đã. Rồi, xong mở được ta. Rồi, đấy, các bác nhìn con xe của dân đây này, đó, xe của dân đấy nhá. Ui giời, đồ đạc các thứ ở trên này, này. Đấy, tất cả mọi thứ này, ui, cả lược nữa này. Đấy, đây, đồ đạc các thứ linh ta linh tinh của dân này. Đấy, đấy nhá, thậm chí là kẹo mút này, nhà này chắc có trẻ con rồi. Đấy, rồi, đấy, phía đằng sau, phía đằng sau còn cái hộp gì kia. Chả biết hộp kẹo, hộp bánh gì sao ấy. Đấy, đây xe của dân, vô lăng của nó đây nhá, các bác nhìn nhá, còn khá là ok. Đấy, con này thì em chưa làm đẹp nhá, thông báo với các bác là con này em chưa làm đẹp. Để xem trong này nữa, xe thì đã được bọc cái áo ghế rồi. Đấy, còn cái ghế zin của nó thì cái ghế zin đây, đấy, vẫn là da nhá. Đấy, ghế zin của nó bên trong đấy. Đấy, còn các thảm các thứ ở trong này là còn khá là ok. Ủa, xem nào, xem trong này là cái gì đây. Úi giời ơi, có cái ăn rồi các bác ạ. Có cái ăn rồi. Đây nó là cái gì nhỉ, gọi là nó là cái gì quên rồi. Nó là kẹo rồng vàng không biết gì đấy. Đây, trần còn khá là đẹp nhá. Rồi ok, đóng cửa lại đã. Bật mí gác một chút về con xe mới mua của dân. Đó, ok, đấy 015 số sàn. Em làm đẹp xong sẽ có giá cụ thể nhá. Ok.